Yo, hello, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình nha, từ từ bà đạo người nha. Xin chào anh em game poker đại chiến mê, từ từ bà đạo bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm trước và video cho anh em xem video về lái xe thì đăng ký nút phải xin nhiều ạ. Ok, là chút đến người này các bạn này. Rồi, quay trở lại video ngày hôm nay thì cho anh em một ngày mới vui vẻ nhá. Vẫn like và share thì đăng kênh nút đăng ký phải mình xin cũng nhiều ạ. Chúng ta tiếp tục hành trình ở server 1030 anh em, và cập nhật thời tiết của ngày mới và vui chơi sự kiện các bạn. Xem là chúng ta có gì hot nào. Nạp tiền X10 hôm nay là cháu Rorua và được hoàn trả kim cương. Và VIP khủng. Hôm nay ưu đãi vật phẩm rơi à? Tinh anh à? Rồi ok, hôm nay phải quét các bạn. Bữa giờ tôi không quét rồi nhưng hôm nay sẽ quét các bạn nha. Trước tiên thì đi vào quần đảo đây anh em. Mai mai thì mình sẽ tặng túi quà đâu nhỉ? Đúng rồi, mai mình sẽ tặng túi quà các bạn. Hai đạp, ba đạp. Hôm qua tôi đổi này có nhiều anh em bảo quầy anh đổi chuyện phí vậy, xong để 200 bí đấy để về sau đổi cái này về sau nào ý kia. Tôi nói các bạn rồi, tôi chơi game là vì đam mê là chính anh em. Một khi mình đam mê con nào thì cứ thế mà đổi thôi các bạn. Chứ anh em không đổi về thì làm sao mà thỏa mãn đam mê của mình được. Tôi thì thích con này mà nghiện của nó luôn nhưng mà không ạ. Đây có anh em mà bị nghiền không? Tôi khuyên thật các bạn bị thích con nào thì cố gắng mà đổi cho nó về chơi anh em, kể cả không mạnh. Tôi đang tính và có khi con cho này lên tem 2 và tem 3 các bạn. Một khi đang máu thì đừng hỏi bố cháu là ai anh em. Thích nhất ulti các bạn. Nhìn hoàn cước. Kiểu mình đang nghiền rồi anh em, tội gì mà không chơi các bạn. Mê rồi không chơi hơi phí. Chơi game không phải để thỏa mãn đam mê các bạn. Đây anh em chơi game không phải vì thỏa mãn đam mê hay là các bạn vì cái gì. Nếu bạn vì tốt thì cũng được thôi. Tôi thỏa mãn đam mê chính các bạn. Nên là mê con nào nghiền con nào thì cố chơi thôi các bạn. Chứ tội gì anh em. Tiếp nào. Liên hoàn rồi, ngon lành nụm luôn các bạn. Ok luôn. Tục hốt quà rồi đi qua thời tiết chứ nhỉ. Hàng rồi, ok các bạn. Hôm nay trời đẹp có gì đây, có tuyết anh em nhé. Tuyết các bạn 10 giờ 20 đến 11 giờ 20 nhưng em tranh thủ thời gian bắt. Tiếp theo lại càn quét thôi anh em. Rồi, sáng ra là không không được quên được cái nhiệm vụ này các bạn. Bữa nay là tôi sẽ đi các bạn nhé. Hôm là không nhưng bữa nay tôi sẽ đi các bạn. Rồi, xong tự của anh em coi. Ok anh em, hôm nay để qua được tầng 50 ạ. Ừ, hên các bạn đi qua tầng 50 anh em. Nhân phẩm, hừ đùa các bạn, ngon không được. Di tích cổ à. Tự động 1-2 cái đây. Làm qua luôn anh em, xong rồi ra ngoài càn quét. Nói chung là tranh thủ sáng nay thì cũng chỉ có quẩy 2 sự kiện đấy thôi. Nên quanh tháng này thì cũng tiểu quẩy quẩy hai sự kiện thôi các bạn, chứ cũng không làm gì cả. Bán vé nào. Bây giờ thì không anh em, nhưng con này phải chăm chỉ các bạn này, nói rồi. Chăm chỉ đến đâu đến các bạn. Mở nào. Trong túi rất nhiều đồ luôn, để từ bữa đến giờ sắp mốc hết cả túi lên rồi. Ok, úp lên nào. Úp lên nào. Tự động. Tự động. Tự động tiếp các bạn. Làm lốt luôn cho xong. À có một con nữa. Đây đúng rồi, lốt rồi. Ồ, oh, sót được con boss đây nữa anh em. Thú vị nhờ. Hai. Rồi, qua tầng tiếp theo. Ok. Ừ, hay quá các bạn, nhượng quà thôi. Đó, khỏe luôn. Rồi.
Giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài anh em nhá. Trang phục mặc nào, nguồn gốc. Hôm nay x2 đúng không? Chuẩn luôn các bạn. Đấy, tha hồ một quét các bạn. Rồi, ok anh em ra ngoài phục hồi tài nguyên phát. Đó, mặc nào nguồn gốc. Quét tiếp. Chà mấy khi anh em tranh thủ x2 các bạn. Tranh thủ x2 sự kiện. Tới nào. Đó, tranh thủ tới nào anh em. Quét ngay mở quét hôm nay ngày mai quét thoải mái. Trước x2 sự kiện thì auto quét thoải mái các bạn. Rồi. Đến thiếu đầu ra bồi cho bánh mì các bạn. Tôi mua nhiều tốn kim cương lắm. Vừa tích tiền được mấy đồng kim cương để tiêu hết nữa thì toang. Mấy tầng được nhiều đấy. Túi nào cũng có 28 bánh mì thôi à. Được qua rồi. Bây giờ hoàn ra mình ít bánh mì thôi à. Thôi có nhiều trả nhiều anh em. Có nhiều chơi nhiều các bạn. Sao cả. Một tuần 7 ngày. Tôi mua đầy đủ mà sao em mua như vậy. Vì đến hôm nay cũng mới được có mấy ngày chứ mấy là sao mà nó đủ hẳn 7 ngày được các bạn. Đùa lâu lắm rồi mới thấy quả táo nhá. Lâu lắm rồi bữa nay mới thấy quả táo các bạn. Rồi ổn thế này cũng được rồi. Đây lâu lắm rồi mới thấy ăn thừa này. Cũng 6 à. Quả ngoài bộ máy cũng 7 à. Oh man. Từ các bạn. Cũng 7. Đồ ăn thừa đang mang cho ai. Mang cho con này cởi ra. Dẹp lên. Cộng 8 các bạn. Vâng ạ, quả táo nhà tôi cộng 8 rồi anh em. Yo. Nam châm này, cộng 8. Ui, không phải quậy mấy quậy chạy. Ui rồi cộng 9 móng điện mới anh em. Cộng 8 tiếp. Kim ngoại nào. Hôm nay một đủ cộng 9 rồi, úp tiếp anh em. Bữa nay một cái đủ là chơi luôn rồi. Cộng 8. Cộng 7 à. Gậy đầu to cộng 5. Giọt nước cộng 6. Móng tấn công kìa. Móng tấn công còn chưa xong mà. Cộng 8. Kính vận hoa cộng 9. Đai đen. Cộng 8. Long nha nhà bữa rồi có sẵn này. Muốn đến cộng 6 thôi. Dù cộng 9 đủ được 3 món luôn này. Rồi trước tiên đeo món này vào đây anh em. Rồi. Quên thiếu cái đấy này rồi anh em. Thiếu cái này rồi. Ngoài này chúng ta bị thiếu mất cái này rồi anh em. 60 cái đồ đeo. Mới ghép đồ 1 sao được. Cay nhờ. Alo về video về tem độ chấu gà nửa này tôi đang lên anh em từ chắc là chắc lại có video sớm anh em. Mình em hối quá. Không như xem cho nó quấn thật mà. Thôi qua đây là nốt nhiệm vụ bạn có 40 mấy lượt là nốt cho xong. Thì qua em qua mê cung tí. Tự động nào. Kìa sẽ túi đẩy lúc này. Này này không có coi mới đau anh em. Đi thử coi anh em. Đi thử một tem đánh coi. Gà nữa đâu. Đây rồi anh em. Ra trận phát nào. Thử team này phát. Chai đây nhá. Chai xem cho nó quấn anh em. Búc lửa lên. Rồi. Rồi. Số của con gà nữa vẫn chưa cao anh em. Lần cao lên thì chắc cũng bê đấy. Bê đấy anh em đừng đùa. 1 volt. Đo ván. Đúng rồi. Ăn kỹ đấm. Cũng được của nó đấy chứ đâu anh em. Được của nó đấy chứ đâu các bạn. Đấy. Đi tìm nữa này cũng ngon đấy chứ. Hợp lý.
chuyển lên làm tem chính nhờ. Nghe cuốn quá, mê quá, làm lại lên luôn anh em. Ok, được nào, tự động. Hay nhờ, để biết đây túi giới chừng này các bạn thôi, đi thôi. Để túi rồi. Chú map này chả à, có anh em, có bot nhỏ. Thôi, tự một map chống map anh em. Đang vào ngon lành. Có shop không? Ôi trời, map này không có shop nha. Shop còn lọc cái túi các bạn. Không được, tí phải lọc tự do thôi. Yo, cái này chắc không có shop ở ai. Oh man. Thôi tính sao các bạn, và shop ấy coi, mua nè. 1, 2 tới luôn đi, rồi. Ở video sang đây kết thúc anh em nhé. Hẹn mọi người kênh tiếp theo, cảm ơn mọi người theo video kênh Tiệc Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye.